104 học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Đặng Thái Mai, Sóc Sơn, Hà Nội, một trường tư thục có nguy cơ là không có bằng tốt nghiệp và không thể tham gia xét tuyển đại học cao đẳng. Đây là phản ánh của các phụ huynh tới đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam. Lý do là vì nhà trường không có cả hiệu trưởng lẫn hiệu phó để ký phê duyệt học bạ cho các em. Cách đây vài ngày, các phụ huynh này mới được biết học bạ của con mình vẫn chưa được ký duyệt để hoàn thành thủ tục thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đăng ký xét tuyển vào đại học cao đẳng bằng học bạ. Đó là lý do họ có mặt tại trường vào sáng nay để đối thoại với nhà trường. Đáng tiếc, trường không có hiệu trưởng, cũng chẳng có hiệu phó, nên tiếp họ chỉ có 2 thành viên góp vốn. Đề nghị nhà trường là giải quyết sớm nhất để các con kịp thời tham gia vào cái tuyển sinh đại học cao đẳng như thế này. Tương lai của các con chứ không phải là ngày một cái mớ rau mớ cỏ mà bây giờ bảo rằng là xin lỗi hay là đền bù, bây giờ tương lai của con em không đổi bằng tiền. Theo đại diện hội đồng góp vốn của trường, hiệu trưởng cũ của trường hết nhiệm kỳ và hết tuổi làm việc theo quy định nên đã nghỉ việc từ ngày 1 tháng 5 đến nay. Kể từ đó, do vướng mắc giữa các thành viên góp vốn nên việc bổ nhiệm hiệu trưởng và hiệu phó đi vào bế tắc. Hội đồng quản trị chúng tôi cũng đã chuẩn bị hồ sơ tất cả các thứ. Sở trả lời là hồ sơ là không đầy đủ. Thế nhưng mà vẫn lấy lý do là nội bộ vẫn còn khúc mắc. Trong lúc này, 104 em học sinh vẫn đang ngày ngày đến ôn tập. Một số em đã lỡ cơ hội đăng ký xét tuyển học bạ. Các trường khác có thì người ta sẽ lục trước, xong người ta lấy đủ chỉ tiêu rồi thì là đến mình thì lại không được nữa. Thì là mình không có cơ hội đi học tiếp. Sau khi tiếp nhận phản ánh của phóng viên, đầu giờ chiều nay, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã triệu tập cuộc họp khẩn với các phòng ban của sở và các thành viên hội đồng góp vốn của trường để tìm phương án khắc phục. Các nhà đầu tư đã thống nhất cao cái việc đề xuất với Sở Giáo dục Đào tạo kéo dài thời gian làm hiệu trưởng đối với ông hiệu trưởng đã hết thời hạn nhiệm kỳ trước đến ngày 30 tháng 8 năm 2022. Theo đó, từ ngày mai, hiệu trưởng của nhà trường sẽ tiếp tục điều hành công việc của nhà trường để giải quyết những công việc phục vụ cho các em học sinh. Đây là một trong những cái ví dụ điển hình cho thấy việc xã hội hóa giáo dục, việc đầu tư xây dựng trường lớp là một việc tốt, là một chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi, chỉ cần có những bất đồng, những vấn đề sai sót xảy ra trong nội bộ các nhà đầu tư, thì hậu quả gánh chịu cuối cùng sẽ chính là các em học sinh.